Hello, xin chào cả nhà mình nhé. Mình lên trò chuyện với các bạn chút xíu thôi. Mình có công chuyện rồi, 15-20 phút thôi nhé. Tại vì hôm nay mình có công chuyện nên không có nói được nhiều, không có livestream mà cũng không có đưa mặt ra. Rồi xin tổng chào cả nhà mình nha. Hôm nay thì các bạn thấy là trên mạng xã hội đó, thì người ta đưa tin rất nhiều về vấn đề là của ba luật sư. Thứ nhất đó, đầu tiên thì chúng ta thấy là có hai luật sư, đó là anh Mạnh và luật sư Miếng. Thì sau đó thì các bạn thấy là có thêm là anh Đào Kim Lân. Nha bạn, anh Đào Kim Lân. Vậy thực hư câu chuyện như thế nào? Có rất nhiều các bạn nói là ủa, tại sao mà ông Đào Kim Lân, ông có nhìn Đặng Đình Mạnh và ông là Miếng, thì tại sao là đã cấm xuất cảnh rồi mà cũng không có coi như là triệu tập rồi mà lại được đi qua quân Mỹ. Vậy thì bây giờ tôi cho các bạn coi như thế này nha. Chào Văn Đại Trần, chào Tránh Hải Huỳnh. Bây giờ tôi cho các bạn coi thế này để cho các bạn tự nha. Đây, đây, tôi cho các bạn coi. Đây. Sắp tới ngày hôm nay các bạn, ngày có chỉ còn là tuần tới thôi, ngày 1 tháng 7 năm 2023, tại Las Vegas, tại sòng bài ở Las Vegas đó, trực tiếp thu hình 35 ánh sao đêm Black Room nha bạn, ở Casino Entertainment. Ở đây đó thì Casino Las Vegas có là Đàm Vĩnh Hưng nè, rồi là Vĩ Oanh nè, những người mà chúng ta rất là quan tâm, rồi là có Phan Đình Tùng, có Quang Linh. Các bạn thấy không? Đây là toàn những ngôi sao không à? Đó. Vậy thì các bạn thấy là Vĩ Oanh cũng là một người cũng bị triệu tập rồi đúng không bạn? Nhưng có rất nhiều người đồn đoán rằng là Vĩ Oanh là bị cấm xuất nhập cảnh cũng như là Đàm Vĩnh Hưng, nhưng thực chất ra đó chỉ là những lời đồn trên mạng xã hội mà thôi. Nha các bạn. Chứ chúng ta không thấy được những cái là giấy cấm xuất cảnh. Ví dụ như là ông là Đào Kim Lân. Anh Lân thì anh nói rằng là tháng 3 là có nhận được giấy là cấm xuất nhập cảnh rồi. Nhưng mà các bạn thấy là có trưng ra cho chúng ta thấy không bạn? Không. Mà đó là chính miệng của là luật sư Lân nói thôi, chúng ta cũng không thấy. Và ca sĩ Vy Oanh và Đàm Vĩnh Hưng cũng không thấy. Vậy thì ở đây các bạn thấy không? Ngày 1 tháng 7 này thì ca sĩ Vy Oanh, Đàm Vĩnh Hưng sẽ hát tại sòng bài Casino Las Vegas nha các bạn. Đó, đây là có thể là tôi sẽ qua đây tôi coi đấy. Các bạn thấy chưa? Rồi, ở đây thì chúng ta thấy như thế này nữa đây. Có rất nhiều các bạn nói rằng là tấm hình này là tấm hình ghép. Đúng, đây là tấm hình ghép. Đây là tấm hình ghép nha các bạn nha. Phải thừa nhận đây là tấm hình ghép chứ không phải là tấm hình chụp thật. Nhưng thật thật giả giả như thế nào chúng ta hoàn toàn không biết, vì đây chỉ là một tấm hình, cũng như là tấm hình này trên là đài, là các bạn, đây thì tấm hình này của là ai, của là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh nha các bạn nha, chụp mờ mờ ảo ảo. Rồi đây có thêm có tấm hình nữa, nó mất tiêu rồi. Tấm hình này nữa đâu mất rồi, đây, nhưng mà thôi kệ, vô đây đi. Tấm hình này thì luật sư Đào Kim Lân chụp hình ở trước cái hàng rào một cái nhà nào đó nha bạn. Có rất nhiều các bạn thắc mắc rằng ủa tại sao cái dây điện này này có dây điện, thì xin thưa với các bạn rằng ở bên Mỹ này cũng giống như Việt Nam thôi, cũng có dây điện nha, cũng chẳng chịt, cũng giống như Việt Nam thôi. Và cái dây điện này á, cây này á, là internet, một là internet nha các bạn nha. Giờ thì chắc không ai xài điện thoại rồi, nhưng mà cái này là internet, có nghĩa là fiber, có nó không phải kêu là cái gì mà Google đó nha bạn. Đó, hiện tại bây giờ người ta xài cái internet đó nha bạn. Đây là đường dây internet nè, đằng sau nhà mình cũng có đó, sợi dây đó đằng sau nhà ai cũng có. Thì đây á, thì để cho các bạn một số thắc mắc vậy, thì cái tấm hình này có rất nhiều các bạn nói là tấm hình này lâu rồi, lâu hay không thì chúng ta không biết, nhưng tấm hình này là tấm hình ghép. Tôi khẳng định cho bạn luôn là tấm hình này là tấm hình ghép, chứ không có thể nào mà nói rằng ở đây được nha các bạn nha. Tấm hình này là tấm hình ghép. Rồi tấm hình này là tấm hình thật. Cái tấm hình này á, là luật sư Lân. Luật sư Lân á, là chụp trước cổng, trước nhà ai thì tôi không biết, nhưng tấm hình này tấm hình thật nha. Rồi còn tấm hình này nó mờ mờ ảo ảo. Đây, mờ mờ ảo chúng ta không biết, thật sự tôi cũng không biết luôn nha bạn. Cái này á, thì có thể là Photoshop có được luôn nha. Đây là tôi chia sẻ các bạn một cách công tâm đó. Còn thực hư như thế nào, luật sư Lân có qua bên Mỹ chưa, hoặc là ông Đặng Đình Mạnh và ông Miếng đó, qua bên Mỹ chưa, thì hiện tại bây giờ chưa có ai thấy và chưa ai live stream nha bạn. Vì thật sự ra đây là một cái thuyết âm mưu, cũng có thể là đã qua, mới cũng có thể là không qua
nha cả nhà. Đó thì mình muốn để cho các bạn biết là như vậy. Để nhiều khi các bạn cứ nói là qua rồi, nhưng thực chất đi qua đường du lịch bình thường như con đường hộp sữa các bạn. Tại vì các bạn nên nhớ rằng ông Đào Kim Lân cũng như là luật sư Miếng hoặc là ông Đặng Đình Mạnh nha bạn, không có khởi tố, chưa có khởi tố hình sự, chưa có gì hết trơn, thì làm sao mà cấm xuất nhập cảnh được các bạn? Khi nào mà cấm khởi tố vụ án, khởi tố bị can thì các bạn mới cấm được. Các bạn thấy là Vi Anh chưa? Vi Anh là đã có giấy triệu tập rồi đấy, đúng chưa? Rồi Vi Anh cũng đâu có tới đâu, mà bây giờ Vi Anh là địa đệ đơn lên trên là Bộ Công an luôn, ha, phải khiếu nại gì đó. Và Vi Anh là mùng 1 tới tháng 7 này nè, có là tuần sau đấy, 2 tuần nữa là Vi Anh sẽ đi hát ở Las Vegas đó, đúng không? Đó, bởi vậy ở đây tôi nói cho các bạn nè, ông Đào Kim Lân á và ông Đặng Đình Mạnh và ông Miếng đó đi qua Mỹ này bình thường, đi qua Mỹ và đường du lịch bình thường. Và bây giờ tôi tiết lộ cho bạn một cái chuyện như thế này, các bạn tin hay không thì tùy nhá, đó tùy theo các bạn thôi. Anh Mạnh có thân nhân ở bên Mỹ này và ông Đào Kim Lân cũng có thân nhân ở bên Mỹ này. Còn riêng về vấn đề của ông Miếng thì tôi không biết nha các bạn. Nhưng đặc biệt là anh Đào Kim Lân và anh Đặng Đình Mạnh đó là tôi biết là có thân nhân ở bên Mỹ này. Nên cái việc người ta đi du lịch qua bên Mỹ này nha bạn, đi qua bên Mỹ này thì bình thường lắm. Có đi hay không? Đi rồi tôi đi. Đó, nhưng mà ở đây thì có rất nhiều các bạn á thì nói rằng là chưa qua, mà có qua cái nước cũng chẳng bình thường. Tại vì sao? Những người này đi qua Mỹ là chuyện bình thường, tại vì chưa có khởi tố vụ án mà. Những người này chỉ là triệu tập lần 1, lần 2 thôi. Mà các bạn thấy là sao bạn Vi Anh đấy cũng là triệu tập đấy, nhưng mà mùng 1 tháng 7 này người ta cũng hát đấy. Nên chưa có khởi tố, không có quyền mà bắt người ta được nha bạn, đó là theo luật là như vậy. Đó. Rồi mình có chuyện rồi, mình tranh thủ chắc chừng 5 6 phút là mình xuống nha các bạn. Đó, có rất nhiều các bạn đã cấm xuất cảnh thì đi du lịch cũng không được đi nhé. Nhưng mà tôi hỏi các bạn nè, cấm xuất cảnh, lý do gì cấm xuất cảnh hả các bạn? Các bạn đã thấy cái giấy xuất cảnh của ông Đào Kim Lân chưa? Hả các bạn? Ai đã có quyền nào các bạn thấy là cơ quan chức năng đã cấm chưa? Hả? Khi nào mấy ông này có quốc tịch Mỹ rồi nhưng chúng ta hoàn toàn không biết. Vì các bạn nên nhớ rằng ông Miếng và Đào Kim Lân đó là thường xuyên đi du lịch qua Mỹ chứ không phải tới bây giờ. Tại vì bây giờ các bạn mới biết được, từ khi vụ án Tịnh Thất Bồng Lai các bạn mới biết là ông Đào Kim Lân với ông là Đặng Đình Mạnh thôi. Nhưng các bạn có biết được là người ta đi thường xuyên du lịch không? Đi qua Indonesia, đi qua bên Mỹ này đi nhiều rồi mà chúng ta không biết. Cái chuyện của bà Hằng cũng như là chuyện của Tịnh Thất Bồng Lai, năm vị luật sư này đó, sau khi mà có là đi ra tòa đó thì các bạn mới biết được thôi. Chứ người ta đi qua bên Mỹ này thường mà, ông Lân cũng đã đi qua Mỹ này lâu rồi nha, tôi xác nhận cho các bạn như vậy đó. Ông Lân qua Mỹ này thường xuyên, và anh Đặng Đình Mạnh đó là không qua bên Mỹ này thường xuyên, có nghĩa là ta đi du lịch thường xuyên, đúng, chưa có cấm xuất cảnh, chưa cấm được, tại vì chưa khởi tố vụ án thì làm gì mà cấm xuất cảnh được các bạn. Những người này là đi du lịch, tôi nói cho các bạn là tại vì thân nhân người ta, người nhà người ta ở bên Mỹ này, hiểu không? Chứ rất nhiều các bạn ở đây chỉ là một thuyết âm mưu thôi, thử coi để cho coi như là dư luận, coi như là công an ở tỉnh Long An đối phó như thế nào mà thôi nha các bạn. Để tôi nói cho các bạn đó, tại vì anh Lân tôi biết nhiều lắm, anh Đặng thì tôi đã từng gặp rồi nha cả nhà, đã từng gặp rồi, nên là thân nhân của hai vị này là tôi biết. Còn riêng anh Miếng là tôi không biết, cái gì có thì tôi nói, còn không có là tôi không biết nha các bạn. Và các bạn nên nhớ rằng chưa khởi tố vụ án thì làm gì cấm xuất cảnh hả các bạn? Các bạn thấy là Vi Anh chưa? Vi Anh là ngày mùng 1 tháng 7 này là chuẩn bị hát ở bên Las Vegas đó, thì làm sao mà kêu là cấm người ta được, đúng không nào? Ai cấm xuất cảnh? Đúng, không ai cấm hết trơn á, tại vì chưa khởi tố. Ba người này đi du lịch chơi vậy đó, tôi đi du lịch chứ đó, không ai cấm hết trơn á. Mà ông Lân với ông Đặng Đình Mạnh á là người ta thường xuyên đi qua bên Mỹ này rồi, tại vì các bạn không biết mà thôi. Gia đình người ta bên này nè, người ta đi qua bên này thường xuyên, là chỉ cần có người bảo lãnh thôi đi qua rồi, có gì đâu, đúng không? Đó, nếu có cấm thì còn đường mòn lối mở thì biết sao được. Đây không có cấm, tại các bạn nên nhớ rằng nếu như cấm xuất nhập cảnh đó
là phải mời lên và coi như là khởi tố rồi. Ví dụ như hồi trước các bạn thấy là bà Hằng đúng không, cũng là cấm đúng không đó, nhưng mà cũng đi lại đi đây kia đó, cũng là cấm đó rồi. Là nhưng mà các bạn thấy là có giấy, cái giấy cấm xuất nhập cảnh các bạn có thấy không, các bạn có thấy không? Nếu như chân ra thì chúng ta là biết là thấy, nhưng chúng ta chỉ là nghe miệng mà thôi. Việc bà Hằng bị cấm xuất nhập cảnh đó cũng chỉ là cái miệng, không có ai thấy cái giấy tờ đó trơn á, đó chỉ là thuyết âm mưu mà thôi. Bởi vậy tôi nói với các bạn nè, người ta đi du lịch đó, còn người ta làm chuyện gì thì chúng ta hoàn toàn không biết nha. Chúng ta hoàn toàn không biết là hai vị đó qua nào. Tại vì á, là Đài Á Châu Tự Do và Đài VOV đó, tiếng Việt đó, thì có phỏng vấn là ông Đặng Đình Mạnh, có phỏng vấn là ông Miếng và cũng như là luật sư Đào Kim Lân. Nhưng chúng ta chỉ nghe mà thôi nha. Nói để cho các bạn hiểu như vậy, đi Mỹ chơi du lịch là chuyện bình thường, đúng, trời ơi, bình thường như cân đường hộp sữa, có sao đâu, chuyện bình thường mà, nó chẳng là cái gì hết trơn á. Nên á, nhiều khi chúng ta quan tâm quá. Chúng ta VOV đúng rồi, VOV đó, VOV, VOV đó, tiếng Anh là VOV nha. Đó để cho họ, cho các bạn á, là một số các bạn không hiểu đó. Thì bây giờ tôi cho các bạn coi thế này nữa nha. Hôm nay là ngày birthday. Ngày birthday của ông là ai? Của ông là Nguyễn Hồng Sơn, đúng không? Đây, ông Nguyễn Hồng Sơn. Tôi đây ông Nguyễn Hồng Sơn. Rồi, hôm nay là ngày birthday của ông Nguyễn Hồng Sơn thì chị Thanh Trần, chị Thanh Trần có coi như là Thanh Trần có đăng một cái dòng trạng thái như thế này. Bây giờ là chị Thanh Trần á, là sa bạt, là coi như là viết tiếng Anh luôn, không thèm chơi tiếng Việt nữa nha cả nhà. Đây, tôi cho các bạn coi nha. Đấy, viết tiếng Anh luôn á, happy birthday. Đây, đâu rồi? Oh, ghê không, ghê không, ghê không? Đó, chúc mừng sinh nhật luật sư Nguyễn Hồng Sơn. Ôi má ơi, thôi người ta bị tước bằng rồi, bỏ chữ LSD là Thanh Trần ơi. Chúc mừng sinh nhật Nguyễn Hồng Sơn, nickname là luật sư ẩn danh. Có rất nhiều người thì nói rằng luật sư là cái gì ăn dơ gì đó, tôi không biết nha. Forget the past, look forward for gì? Forward the future. Úi dồi, for the best thing or yet to come. Tôi ở bên Mỹ là tôi đọc nó cũng hơi bị ngại miệng á. Nhưng mà nôm na là bỏ quá khứ. Forget là có nghĩa là bỏ đi đó, bỏ cái quá khứ đi và lúc tới là tương lai. Đó, nhìn tới cái là the best thing á, là tìm cái gì đó là to come. Đó, nha, nó nôm na như vậy đó. Nha bạn, kinh không? Cái này coi như là Thanh Trần viết tiếng Anh mới kinh chứ. Giờ ơi này, forget the past, look forward to the future for the best thing of yet to come. Ôi giời ơi, cái gì đây? Tu khăm đâu? Giờ mình hiểu rồi. Có nghĩa là những cái chuyện mà bị tước bằng đó, hiểu không các bạn? Đây, giờ tôi dịch cho các bạn nè. Ý là Thanh Trần nói rằng là ông Hồng Sơn năm 2019 là bị tước bằng rồi, nên bây giờ là quên cái vụ tước bằng đi. Rồi bây giờ lúc tới tương lai đó nha, future là tương lai đó, để là coi như là kiếm là sẽ làm lại cái hồ sơ và sẽ được là coi như là Bộ Tư pháp hoặc là Liên đoàn Luật sư gì đó, người ta sẽ cấp lại cái bằng cho. Cũng giống như ông là ai? Cũng giống như là ông Vũ nha cả nhà. Đó, ông Vũ thì cũng bị tước bằng. Không phải tước bằng nữa mà tạm đình chỉ thôi. Nói tước bằng hơi kỳ. Nó nói là tạm đình chỉ 2 năm, 24 tháng đó. Thì ông Trần Hồng Sơn này cũng vậy thôi. Có nghĩa rằng là thì bị tước bằng từ 2019 thì cái lý do như thế nào chúng ta không biết, đúng không? Còn riêng Vũ đó thì bị là tạm đình chỉ bằng vì lý do là xung đột lợi ích cá nhân gì đó nha, thì bị là cái vấn đề đó. Còn ông Sơn này thì ông không nói ra, nhưng tôi nói cho các bạn như thế này này, cần gì phải che giấu các bạn ha. Mình che giấu được cái gì? Mình ma mị dẫn dắt khán giả được cái gì? Mình có sao nói vậy người ơi, đúng không? Cứ nói thật đi, tôi có bằng là có bằng thôi. Các bạn thấy nói tôi rửa chén, tôi là rửa chén. Có tôi là lắc chảo, tôi là lắc chảo. Nói tôi cái này tôi đồng ý hết nha. Đó, để nói cho các bạn là câu chuyện là như vậy. Phương Hư Lương giỏi quá hay quá, thế sao người đẹp Phương Hằng tôi bị cấm xuất cảnh trước khi bị tóm cổ, và vì sao nhân viên phi trường không báo cho công an khi ba ông nọ ra phi trường? Má này, má Phương Luân này, bà Hằng bà bị cấm xuất cảnh á, có thấy giấy của sơ cấm xuất cảnh không hay là bà chỉ nói miệng thôi hả? Có ai thấy cái giấy cấm xuất cảnh của bà Hằng không? Cho tôi coi đi. Và các bạn thấy giấy cấm xuất cảnh của ông Đào Kim Lân này các bạn có thấy không? Hay chỉ là miệng ông Lân nói thôi? Người ta đi đường máy bay đi qua du lịch nó mấy má, nghe. Nhà người ta bên này nè.
Nhà ông Đặng Đình Mạnh với nhà ông Lân ở bên này nè. Đó, người ta đi bằng đường máy bay. Để nói cho các bạn là như vậy. Đó. Đấy, cũng có bằng quốc tế đó, đúng rồi, đại diện Tân Phúc đúng không? Tony chảo ngáo quá. Vũ Trao 24 tháng, Sơn họ hỏi là tước vĩnh viễn là không phải luật sư nhé, dù vẫn là luật. Ủa, thì tôi nói rằng á, là ông này bị tước bằng, biết là tước bằng thôi, nhưng á, là có bị tước bằng á, đó chỉ là trên miệng thôi, chúng ta chỉ nghe là tước bằng thôi. Ông Vũ thì có văn bản đàng hoàng là sao bạn là tạm đình chỉ chúng ta thấy, nhưng mà ông Sơn là ông mập mờ đánh lận con đen, chúng ta đã biết ông, chúng ta chỉ nghe là tước bằng nhưng không ai trưng được cái chứng cứ hết trơn á. Mà ông Sơn này cũng lập lờ đánh lận con đen luôn, có gì đâu, bây giờ làm luật sư thì cứ đưa lên thôi, có gì đâu mà che giấu. À, bằng gì hả? Ờ, à, biết bằng gì luôn. À đấy đấy, thì hôm nay thì chủ yếu là đưa cho bạn như vậy thôi, để cho bạn biết một số thông tin là như vậy. Theo tôi phán đoán thì ba người này đi du lịch nha, ba người đi lại đi du lịch, còn nói là đi tị nạn á, không ai đi tị nạn nha, tại vì đâu có bị coi như là đâu có bị cấm xuất cảnh, đâu có bị coi như là khởi tố vụ án gì đâu, ông Đặng Đình Mạnh vẫn bình thường mà đúng không, mời lên chứ đâu phải là truy nã đâu, truy tìm thôi, đây cũng chỉ là nắn gân với nhau thôi, cho nó các bạn, đây chỉ là một cái đòn gió mà thôi. Rồi chúng ta cứ coi thử coi tôi nói có đúng không nè, chẳng có chuyện gì hết trơn nha, tại vì cứ lùm xùm lên quăng bom mà, quăng bom lên cho coi như là cộng đồng mạng chơi cho vui thôi, chứ đây chỉ là cái cuộc đấu trí mà thôi, em nào đấu không không lại á thì ngưng. Các bạn thấy giống như tôi với là Mộc TV với suốt ngày cứ đi xăm soi á, kiếm video của tôi kể, ai muốn coi coi, tôi đâu có xóa gì đâu, cứ bình thường như con đường hồi xưa thôi, ngày ăn cơm ba bữa, quần áo mặc cả ngày, còn ai muốn làm gì làm, cứ cười rồi vui vẻ được rồi, đúng không nào cháu Thủy Tiên à, đó đúng không, meo meo đó, tôi nói vậy thôi thôi nha, thôi xin tổng chào cả nhà mình, hôm nay nói ngắn ngắn thôi nha, vậy thôi xin tổng chào cả nhà mình nha, cảm ơn các bạn rất nhiều, xin tạm biệt, bye bye.